Một vụ sập nhà thờ xảy ra ở bang Akwa Ibom, miền đông nam Nigeria vào cuối tuần qua đã khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Chính quyền Akwa Ibom thông báo toàn bang treo cờ rủ vào quốc tang sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 12. Chưa có báo cáo chính xác về số lượng người thương vong trong vụ sập nhà thờ xảy ra ở bang Akwa Ibom, miền đông nam Nigeria. Hãng thông tấn nhà nước Nigeria đưa tin số người thiệt mạng là 60 người. Phía cảnh sát cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương, trong khi số liệu cơ quan khẩn cấp quốc gia Myanmar đưa ra là 6 người thiệt mạng và 115 người bị thương. Người dân có mặt tại hiện trường cho rằng số người thương vong cao hơn nhiều so với những báo cáo trên. Mặc dù chúng tôi chưa biết chính xác là bao nhiêu người đã mất trong vụ tai nạn, nhưng có ít nhất 100 túi xác trong các bệnh viện trên toàn tiểu bang, trong đó có cả bệnh viện Đại học Uyo. Được biết tai nạn xảy ra khi một mục sư đang được tôn phong giám mục. Thống đốc bang Akwa Ibom, ông Udon Emmanuel, cũng có mặt tại nhà thờ thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng ông may mắn không bị thương. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Chính quyền Akwa Ibom thông báo trên toàn bang treo cờ rủ và quốc tang sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày.